Phát hiện sư cô chạy ra nhà trang tìm thầy Minh Tuệ đi tu theo thầy Minh Tuệ nhưng không theo được nhưng sư cô vẫn quyết định tự đi tu hành theo 13 hạnh đầu đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống y luôn. Đúng rồi. Dạ, anh không nhận ra được. Mọi người ai cũng đều nói là cô là giống sư Minh Tuệ. Con về Kiên Giang vùng xã Minh Hòa, Minh Hương, chỗ dân tộc Khmer. Dạ. Con về đó rồi mọi người cũng kêu con nhìn từ xa trẻ em và những mọi người đó. Giống. Họ cũng nói con tưởng là thầy Thích Minh Tuệ. Dạ. Cũng giống, dáng đó. À, hồi nãy mấy anh em chưa tới thì sư Cảnh Tuệ có chia sẻ hiện tại là cô bị chân đau nha, nhưng mà khi mà ra đây thì sư đã vái sư Minh Tuệ thì có một cái sự nhìn màu nào đó, cái chân sư đã hết đau. Dạ, sư có thể chia sẻ lại cho mọi người. Buổi sáng là xuống xe là sư còn đau hả? Dạ, không phải là con đau chân mà con thường ngồi thiền á là không được lâu. À, ngồi lâu mới đau. Tại mới bắt đầu vô thiền á, bỏ chân vô thiền kích già á, dạ, thì gặp trở ngại là đau, con phải ngồi bán già xong khoảng vài phút rồi con mới ngồi, dạ, vào tư thế kích già được. Nhưng mà bây giờ thì nhiệm màu là hồi sáng con xin thầy á, là thầy tác ý cho con, thầy tác ý cho con để con ngồi già không có đau nữa, thì con ngồi giờ con ngồi xuống bỏ chân lên chiếc già bình thường, con có đau như rất là bầu nhiệm. Với lại hồi đó con sau kim thì con đọc chữ không rõ, với lại sau kim không có được á, nhưng mà từ ngày theo thầy Thích Minh Tuệ thì con sau kim rõ ràng, may đồ được luôn, nói chung là rõ ràng, mắt nó sáng ra hơn sư. Dạ, với lại giờ thì tuy ngày ăn một bữa nhưng mà không bệnh đau gì cả. Người rất là khỏe. Sư có thể chia sẻ là lúc đầu là sư ăn một bữa như vậy có thấy khó chịu không? Lúc mà đầu mới bắt đầu tập. Con từng tu sai như Phật Thích Ca ngày xưa, con ăn 10 ngày á, con ăn giọt nước là 6 ngày. Con tắm rửa ăn răng thì chỉ chịu đói con chịu được. Dạ, nên cái nhịn một ngày một buổi đối với con là chuyện bình thường. Dạ. Nhưng mà lúc nó cũng có đói, còn cào vì bình thường mình ở nhà mình ăn hai bữa dạ. Rồi ba buổi ví dụ vậy. Dạ. Nhưng mà khi mình nhịn ăn một buổi như vậy, thì dạ dày cũng tiết dịch vị và cồn cào khó chịu. Con ruột ha. Thì con đó con nói với cái dạ dày mình á, dạ, là bạn đừng có tiết dịch vị ra nữa, tại vì bạn hãy đồng hành cùng tôi. Bây giờ chúng ta là tu hạnh đầu đà thì ngày chỉ ăn một buổi thôi. Thì mình đặt cái tâm mình vào cái dạ dày mình á, mình nói chuyện với nó, với dạ dày của mình, và tự nhiên bạn ấy không có cái kịch về ra nữa và mình không có nói nữa. Dạ, rất là tuyệt vời. Dạ. Cô sư sao sư không ở lại một đêm rồi thì mai sư về cho đỡ mệt, chứ sư mới lên đây mà về lại thì mệt thì sao? Dạ, không sao, con thì con tính ở lại vài ngày nữa, nhưng mà do là giờ sợ ảnh hưởng đến nhiều người về chức năng nữa. Rồi nên con mới là chọn là về sớm. Dạ, ra đây như vậy là cũng tọa nguyện rồi. Nên con cũng tranh thủ mà về nhà mình đã ẩn tu để không phiền đến người khác, không phiền đến cơ quan chức năng. Tại vì tụi con đưa sư lên đây là cũng là một địa điểm an toàn, rất chi là an toàn rồi. Mà bảo vệ an ninh ở đây cũng rất chi là tốt. Nên là đột ngột sư mới ra đây xong cái sư quay về liền thì tụi con cũng biết là lý do như thế nào. Tụi con cũng có lên đây. Thì giờ con cũng sợ ảnh hưởng đến mọi người đó, nhưng con không muốn liên lụy đến ai, sợ ảnh hưởng đến mọi người nên con tranh thủ về tu, ở đâu cũng tu được hết á, tu đâu cũng tu cả, ở quê hương cũng tu được thì mình về quê hương mình tu. Dạ, thấy chỗ nào an nhiên tự tại không ảnh hưởng đến người khác thì mình nên quay về. Dạ, thưa sư có thể chia sẻ thêm một vấn đề. Nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa cho phép sư về Khánh Hòa tu thì sư có chọn Khánh Hòa là nơi tu tập của sư không ạ? Con ước mơ lắm, con nói đây là một nơi đất thánh, tại vì những vị sư ẩn tu trên núi rất là nhiều, rồi sư phụ Thích Minh Tuệ của con ở đây nữa, rồi tu như vậy đó thì con cũng có cái ước mơ đó. Con cũng nói nếu như hội Phật giáo mà cho phép cơ quan chức năng mình cho phép, rồi con của con mà khi con đã lo cho các cháu ổn định đâu đó thì con sẽ trở về đây là lên núi tìm cái hang nào đó, ví dụ tìm cái hang đó rồi mình ẩn tu trên núi. Dạ, con cũng hy vọng là có một điều gì đó xảy ra để mà cô đạt được cái ước nguyện của mình. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật ạ.
cô đây là cô là quê của cô là ở đâu? Dạ quê gốc của con là người Quảng Trị. Yeah. Quảng Trị là Vĩnh Linh, Vĩnh Hòa. Yeah. Quảng Trị. Nhưng mà con mới sinh được 1 tuổi năm 1982 là 83. Năm 1983 là mẹ ẵm vào miền Nam. Yeah. Khu kinh tế mới ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Sư Minh Quê mình cũng là gốc từ Quảng Trị ra đó. À vậy hả? Hà Tĩnh. Sư Minh Tuệ lại Hà Tĩnh. Nói chung là cũng gần nhau ha. Gần nhau. Cũng như là Bắc miền Trung ấy. Dạ, với thầy cũng hơn con 1 tuổi. Con 81, 82 thì 1981. Dạ. Đây mình đã gặp thầy sư cô rồi để nhìn. Dạ thưa cô, thì cũng được biết là có một thời gian mà cô ra ngoài Quảng Trị á, cũng tháp tùng với tăng đoàn của sư Minh Tuệ, thì cô có thể chia sẻ những cái khó khăn ở đó cho mọi người biết được không ạ? À cái đó đó, đúng rồi. Thời gian mà sư còn đang ở Quảng Trị. Dạ. Dạ, khó khăn ở đó là tắc nghẽn giao thông. Dạ. Trở ngại với mọi người xô bồ ra quá rồi không có tịnh tâm được. Nắng rất là nắng. Đường thì nóng rất là nóng. Nhưng mà cái nắng nóng thì mình có thể chịu được. Nhưng cái xô bồ đông đúc quá chen lánh rồi giao xe cộ khói bụi ầm ầm rồi đường người đi đông vậy đó. Dạ. Thì con thấy đó là một cái việc trở ngại. Dạ. Của người tu vì mình không có chánh niệm được. Dạ. Dạ thưa sư, trên cộng đồng mạng thì cũng có một số cái clip mà họ quay cái cảnh mà lực lượng chức năng mà điển hình là lực lượng phòng cháy chữa cháy có xịt cái bột tuyết giảm nhiệt trên đường cho các sư và tăng đoàn đi á, thì lúc đó là có sư ở đó không ạ? Cái đó con không có ở đó, con không nhìn thấy. Dạ. Dạ. Sư đem đó có 4 ngày rồi. Nhưng mà công an ở từ Quảng Trị vào Huế họ rất là nhiệt tình, họ rất là chu đáo. Dạ. Có nhiều lúc con hỏi đường họ rồi họ cũng chắp tay A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, rất là chu đáo. Dạ. Dạ. Với ở Huế rất là tuyệt vời, trời ơi họ hài Phật tử hai bên đường á, họ ôm hoa sen đứng đầy đường á. Dạ. Họ rải hoa. Dạ. Rải hoa nói chung là các con đi trên hoa, trên. Dạ. Hoa sen và hoa cúc đầy đường á, và ôm hoa sen hình như một mùa sen hay sao á. Dạ. Mà rải hoa ôm hoa đầy đường rồi các con được tặng hoa nữa. Dạ. Thật là tuyệt vời. Dạ, Huế rất là tuyệt vời. Dạ. Họ rất là mến mộ những trong tăng đoàn các con và những họ với người như các con này cho họ rất mến mộ và người nữa rất là trọng đạo Phật đó. Dạ. Dạ. Sư như sư tu cái hạnh này là bao lâu rồi sư? Dạ từ ngày ra thầy Minh Tuệ là 2 tháng nay rồi. Dạ. 2 tháng này là con tu hạnh Đầu Đà này. Dạ. Lúc trước thì con có tu nhưng mà tu sai. Con. Dạ. Nhịn ăn như Phật Thích Ca ngày xưa tu sai á, nhịn. Dạ. Ăn á. Dạ. Nhịn ăn tuyệt đối không ăn không uống gì luôn á. Dạ. 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 Sau này con tu là hạnh Đầu Đà là có ngày ăn đủ. Sau này tập lại là giống như thầy Minh Tuệ. Dạ. Sư từ khi gặp sư Minh Tuệ là đi bắt đầu giác ngộ ra lại là mình đang tu con đường có sai. Dạ đúng rồi, để tu sai. Nhưng mà theo con được biết là ở Huế là người dân ở đó là rất chi là sùng tuyệt vời, họ chú đáo mà họ nhiệt tình lắm, họ chiều mến các cái tăng sư lắm, mà họ rất là nhiệt tình, họ rất là nói chung là ở đó an ninh rất tốt, mà cái tình thương mến thương con người với nhau á, chung là trên cái sự tuyệt vời, với lại nhất là hoa sen ở đó trời ơi đẹp, họ ôm hai bên đường á, hoa nhìn đi rất là đẹp. Con người thì thánh thiện nữa. Nói chung ở Huế là ấn tượng của con rất là lớn. Hiện giờ lúc nào con cũng hay nghĩ đến dạ. Người Huế. Con dạ, thưa cô có thể chia sẻ cho mọi người cái cảm nhận riêng của cô đối với sư Minh Tuệ. Dạ. Dạ, thì con rất ngưỡng mộ thầy. Đi theo con đường là thầy chân tu, một vị chân tu, con rất là ngưỡng mộ. Thì trong lòng con là xem giống như con đã đảnh lễ thầy, xin phép thầy được đi và được đi theo thầy học tập, thì thầy ngước đầu nhưng mà thầy thì nói là không có, hồi đó giờ thầy nói là thầy chưa nhận học trò nào hết á, nhưng mà con ra đảnh lễ thầy thì xin thầy đi theo học tập, thì đã ngước đầu, thì trong lòng con lúc nào cũng xem thầy là một vị thầy tuyệt vời nhất, một vị sư phụ tuyệt vời nhất trong lòng của con tới lúc già và lúc chết luôn ạ. A Di Đà Phật. Dạ mô Phật ạ. A Di Đà Phật. À, chị mới gặp một lần thôi ha cô ha, chị mới gặp sư phụ một lần thôi
À, nhưng mà đã gọi theo đã thầy 4 ngày. Đã muốn là theo thầy để mà đi tu theo thầy luôn. Cô đó nói chuyện là thầy Minh Tuệ lần này chưa. Đó một lần đó. Có một lần hả? Rồi sau đó thì cô có gặp thêm lần nào nữa không? À, thì cứ đi theo sau lưng thầy. Ý là có nói chuyện lần nào nữa không? Dạ không, tại vì phải giữ giới cho thầy. Dạ. Tại vì các lúc đó rất là xô bồ đông. Đông quá phải không? Đông lắm. Lúc sư đi thì có bao nhiêu người đi theo sư thầy Minh Tuệ lúc đó, sư cũng nhớ không? Có cả gần 100 người, cả hộ pháp nữa là 100 người á. Nhiều đông quá. Đông lắm. À. Xô bồ nhiều lắm. Cái thời điểm mà quản trị thì rất là đông lắm. Ừ. Đông lắm, thầy rất là mệt mỏi. Thì con chỉ đi phía sau mình giữ giới cho thầy á. Dạ. Thì đi phía sau hoặc là đi trước tăng đoàn. Ừ. Đi trước con cứ cố gắng đi trước tăng đoàn để không bị ảnh hưởng đến thầy, hoặc đi sau thầy nên không có tin nói chuyện được. Dạ. Nhưng mà mình đi theo thầy những hành pháp là được rồi, cũng hơn là lời mình hỏi nữa. Dạ. Hơn là nói chuyện nữa. Dạ. Là có nghĩa là sư khi mà gặp thầy ở ngoài đó rồi xong rồi bắt đầu là sư bộ hành về lại Vũng Tàu hay dạ là sao sư? Lúc đó là lúc mà con ra đó thì con nôn nóng, con tham quá, con đi chân không không à. Yeah. Đi chân không thì mình ở nhà thì mình làm việc trong máy lạnh mới đồ. Yeah. Rồi mình đi chân mình mềm mại và đi trên đá trên sỏi như vậy thì đi trên nắng lắm, nắng 50 độ á. Yeah. Cái đường lên đường nhựa rất là nóng. Và đá sỏi nữa, tại con đi trước thì người chưa có vật tử chưa quét đường. Yeah. Con đi đá sỏi thì chân con bị rộp phồng lên hết. Trên đầu con phồng cục vậy á, phồng rộp nhốt thỏng vậy đó. Yeah. Rồi mà con đi thui. Yeah. Rồi chân con thì rộp lên rồi rướng máu luôn mà bạn con vẫn cứ đi trên đá vậy. Thì lúc mà tan rã ở Huế thì cái chân con tổn thương. Yeah. Chân con bị chấn thương rồi lúc đó không biết như thế nào thì mình về nhà mình lúc đó mà tan rã rồi đó. Yeah. Thì con về nhà với tâm hồn tan nát cũng không biết như thế nào, rồi mình về mình điều trị cái chân cái đó. Yeah. Lúc đó là con về trở về tàu thì Phật tử cái đó họ trợ duyên cho con, họ đưa vào tới Đà Nẵng, rồi sau đó các cô ở Đà Nẵng, hai cô Phật tử Đà Nẵng là trợ duyên cho con là mua vé xe cho con về tới Vũng Tàu. Dạ. Ô Phật, A Di Đà Phật. Dạ, đó là những chia sẻ của sư đó không? Những cái đó mình đâu bao giờ biết được. Dạ. Không bao giờ biết được. Chút nữa các Phật tử mình cũng chút nữa mình sẽ chở sư cô ra Bến Xe về mua vé cho cô về. Dạ. Tại Vũng Tàu. Tại vì sư cô mình mới đang ở một buổi sáng à. Cho nên là sư cô sẽ quay lại Vũng Tàu. Dạ. Thưa quý mọi người thì sư cô là cũng có mong một lần ra ở Khánh Hòa để đảnh lễ sư Minh Tuệ, nhưng mà sư cô ra đây thì thấy tình hình an ninh như vậy và sư cũng nghĩ đây là vấn đề an ninh thì sư cũng không muốn làm phiền đến chính quyền địa phương và lực lượng an ninh ở đây, nên sư nghĩ là sẽ đi ngang qua chỗ sư Minh Tuệ đảnh lễ ngài từ xa và sư sẽ về lại Vũng Tàu và bắt đầu tu tập ở đó. Một nghĩa cử rất là cao đẹp trên cả nhà. Mọi người hãy Nam Mô A Di Đà Phật để mà chia sẻ những cái nghĩa cử cao đẹp của sư cô Cảnh Tuệ ở đây. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. À, sư không muốn làm phiền đó, không muốn Phật tử rồi quý bà con Phật tử mình biết là kéo tới gây mất trật tự. Dạ. Ở Nha Trang mình là an ninh rất là tốt. Hồi sáng sư cô cũng đã thấy rồi đúng không? Đó, thành ra là thầy ở đây là yên tâm tu tập. Dạ. Không cần phải lo lắng gì hết. Dạ. Sư phụ là yên tâm rồi đó. Dạ. Dạ. Dạ như vậy thì tụi con xin kết thúc clip và sẽ đưa sư ra Bến Xe để sư về lại Vũng Tàu. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ. Dạ. Chào sư nha. Tiếp bây giờ em xin mến chào quý vị nha. Bây giờ thì sư sẽ đi ra xe để mà đón xe đi về quý vị. Đón xe đi về.